Chọn tuổi Đồng Thổ làm nhà hướng Bắc năm 2020, những tuổi nào hợp với hướng Bắc? Chào các bạn, phong thủy may mắn cảm ơn quý anh chị và các bạn đã đồng hành và ủng hộ phong thủy may mắn trong suốt thời gian qua. Trong những video trước, phong thủy may mắn đã hướng dẫn chi tiết các bạn về việc tổng hợp những hướng nhà xây được năm 2020 Canh Tý. Được sự tư vấn của những chuyên gia phong thủy hàng đầu Việt Nam, phong thủy may mắn tin tưởng sẽ mang lại cho quý vị và các bạn những kiến thức phong thủy chuẩn nhất, giúp anh chị có cuộc sống tốt hơn, không phải đi loanh quanh tìm kiếm nữa vì hiện tại có rất nhiều trường phái phong thủy trái ngược nhau làm cho anh chị hoang mang, không biết tin vào ai. Hôm nay, phong thủy may mắn sẽ phân tích chi tiết cách chọn tuổi Động Thổ làm nhà hướng Bắc và ở hướng này thì những tuổi nào hợp hướng. Trước tiên, xét về cát hung của hướng Bắc. Hướng Bắc gồm 3 sơn Nhâm, Tý, Quý từ 337,5 độ đến 22,5 độ. Thái tuế tại Tý hướng chính thái tuế nên phạm vào thái tuế. Hơn nữa, hướng Bắc năm 2020 Canh Tý sao Tam Bích đáo đến. Tam Bích là sao xấu đang ở cuối hạ nguyên vận 8. Hướng Bắc ngũ hành thuộc thủy, Tam Bích ngục hành thuộc mộc. Thủy mộc tương sinh, vậy nên xấu càng thêm xấu. Bởi thế nên những nhà tọa nam hướng Bắc tuyệt đối không động thổ xây mới, bất kể là bạn tuổi gì, nếu không sẽ lãnh đủ khí xấu của thái tuế và tam bích, hung họa khó lường. Tại sao lại như vậy? Mời các bạn cùng phong thủy may mắn phân tích về thái tuế và tam bích ảnh hưởng trực tiếp đến việc động thổ xây nhà như thế nào nhé. Đầu tiên, phải xét về thái tuế. Thái tuế còn gọi là thái tuế tinh quân hoặc tuế quân, cũng gọi thái tuế là mộc tinh sao mộc. Về khoa thiên văn, sao thái tuế chính là mộc tinh trên bầu trời. Chu kỳ của sao mộc quay quanh mặt trời là 12 năm. Cho nên người xưa gọi sao mộc tuế tinh hay thái tuế, sau phát triển thành thái tuế tinh quân hay tuế quân. Như vậy, sao thái tuế có nguồn gốc liên hệ đến các hành tinh và sao trên bầu trời. Thái tuế cũng có nghĩa vừa là sao, lại vừa là tên gọi của vị thần ở trên thiên theo đường tâm linh. Mỗi năm đều có một vị thần minh coi sóc về sự việc của trần gian. Vị thần cai trị một năm đó gọi là đương cang. Mỗi năm đều có một vị thần minh coi sóc về mọi sự việc của trần gian. Vị thần cai trị một năm đó gọi là đương cai thái tuế hay còn gọi là niên thái tuế. Có tất cả là 60 vị thái tuế tương ứng với lục thập hoa giáp hay gọi là 60 năm của một hoa giáp, là chu kỳ 60 năm để tính lịch âm của phương Đông. Một năm âm lịch được đặt tên và hình thành do sự phối hợp giữa 10 can và 12 chi, bắt đầu từ Giáp Tý đến năm cuối thứ 60 là Quý Hợi và kết thúc một chu kỳ. Như vậy, 60 vị thái tuế còn gọi là lục thập nguyên thần hay lục thập đại tướng quân. Trong dân gian, thái tuế được xem là một hung thần mà mọi người kính sợ. Có câu, phạm thái tuế thì bị điều hung mà nương tựa vào thái tuế cũng không hay. Do đó, từ xưa đến nay, cha ông ta tin rằng phương hướng của thái tuế là hung phương, cho nên không hướng về phương thái tuế. Cho nên không hướng về phương thái tuế, chỉ có thể quay lưng lại là tốt. Không nên động thổ vào phương tọa của thái tuế trong một năm, nếu phạm phải sẽ gặp rất nhiều điều không hay. Sau này, thái tuế được cho ghi vào danh sách thờ cúng để mong cầu nước yên, dân ổn. Nhưng thực chất, thái tuế không phải là hung thần mà là một vị thần cai quản một năm. Tiếp theo, xét đến sao Tam Bích và những ảnh hưởng trực tiếp của sao này. Sao Tam Bích là sao lộc tồn, tính thích đấu đá nên còn gọi là si vưu. Nếu vượng thì tài lộc đầy đủ, chấn hưng gia tộc, cơ nghiệp vững vàng. Con cái dòng trưởng đại hưng vượng. Nếu suy tử thì người nhà dễ bị điên hoặc hen suyễn, chân tàn tật, quá vợ, kiện tụng thị phi hoặc trở thành trộm cướp. Tạm bích gặp nhật bạch là sinh nhập. Nếu vượng thì con trưởng được quyền quý, đinh tài đều đại phát, thi cử đỗ đạt. Nếu suy thì con cháu ngành trưởng lụi bại,
tính khí ngổ ngáo có thể dẫn tới họa quan tụ hoặc vì bất hòa với xóm giềng mà phải dọn nhà đi xa. Việc làm phần lớn không thuận, hơn nữa còn dễ bị thương tật ở tay chân. Tam bích gặp nhị hắc là khắc xuất. Nếu vượng thì được giàu có về nhà cửa, ruộng vườn, con trưởng tài đinh đại phát. Nếu suy thì dễ có sát khí chống đối nhau, gia đạo bất hòa, vợ chồng không êm ấm. Thường thì vì tranh chấp với cấp trên mà gặp phải điều tai tiếng, dễ mắc chứng đau dạ dày, khó tiêu hóa hoặc vì đánh nhau mà chân bị thương tật. Nói chung là gia đình sẽ gặp nhiều vất vả, trở ngại mà vẫn phải thất bại, tan vỡ. Tam bích, gặp tam bích là tị hòa. Nếu vượng thì thanh danh hiển hách, nhưng gia lập nghiệp, tiền của tương đối khá giả. Nếu suy thì trong nhà sinh ra trộm cướp hoặc bị trộm cướp, dễ bị thương tật ở chân tay hoặc vì đánh nhau với người mà bị tu tội. Sao tam bích gặp tứ lục là tị hòa, nếu vượng thì tam và tứ chính là phối, sinh nhiều quý tử, sự nghiệp và tài vận phát triển hanh thông. Nếu suy thì trong nhà sinh ra trộm cắp hoặc ăn xin, thường mắc chứng dị ứng hoặc bị thương ở tay chân, đau gan, đau mật. Nếu gặp thái tuế, e rằng gặp kiếp nạn vì tình hoặc bị rắn cắn. Tam bích gặp ngũ hoàng là khắc xuất. Nếu vượng thì tiền tài khá giả và quyền quý, có thể làm quan to. Nếu suy thì dễ bị các chứng độc như bọ cạp, rắn, rết cắn. Tâm tư uất kết, dễ mắc bệnh gan hoặc thương tật ở chân. Tam bích gặp lục bạch là khắc nhập. Nếu vượng thì quan trường lao đao vất vả, nhưng sự nghiệp ắt thành, trở thành người phụ tá đắc lực cho cấp trên. Nếu suy thì bị quan tụ hoặc tai họa binh đao, dễ bị thương tật ở chân tay do kim loại gây nên. Đôi khi mắc bệnh gan, gia đạo thường xảy ra tranh chấp. Tam bích gặp thất xích là khắc nhập. Nếu vượng thì nguồn tiền của tăng tiến, có chức quyền cả văn lẫn võ. Nếu suy thì là xuyên tâm sát, thường mắc các chứng bệnh ở tay chân, gan mật hoặc bị quan tụ thị phi. Nếu vương đoài bị khắc phá thì gan bị thương tổn hoặc mắc chứng thổ huyết. Trong nhà có kẻ đam mê tử sắc, bị trộm cướp trèo tường khoét vách phá hoại danh tiết con gái trong gia đình, trốn phòng the không hòa thuận, các tai họa thường do con trưởng chịu. Tam bích gặp bát bạch là khắc xuất. Nếu vượng thì xuất hiện văn tài bậc nhất, lại phát cả tài lẫn đinh. Nếu suy thì con giáp thứ gặp nhiều tai họa, dễ bị thương gân cốt hoặc bị chó cắn. Anh em trong nhà bất hòa hoặc vì tranh giành gia sản mà gây ra kiện tụng. Sao tam bích gặp cửu tử là sinh xuất. Nếu vượng thì phát như sấm dậy, con cháu thông minh, văn tài hiếm thấy, hưởng giàu sang được nhiều năm. Nếu suy thì tai tiếng thị phi chồng chất liên tiếp, thường mắc các chứng đau mắt, đau đầu, ngoài ra còn dễ gặp hỏa hoạn. Vừa rồi, Phong Thủy May Mắn đã phân tích về cát hung của ngôi nhà hướng Bắc, ảnh hưởng trực tiếp của thái tuế và tam bích đến việc động thổ xây nhà. Tiếp theo là hướng Bắc sẽ phù hợp với những tuổi nào ở thì vượng. Theo phân tích của chuyên gia phong thủy của Phong Thủy May Mắn, ngôi nhà hướng Bắc phù hợp với những người tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Mùi, tuổi Nhâm Tý, Nhâm Dần, Nhâm Thìn, Nhâm Ngọ, Nhâm Tuất. Anh chị những tuổi này nếu chọn nhà thì cứ chọn hướng Bắc, công việc hanh thông, đắc tài, đắc lộc. Còn việc chọn tuổi động thổ cho nhà hướng Bắc, ở những video trước Phong Thủy May Mắn đã hướng dẫn chi tiết anh chị cách chọn. Việc chọn tuổi động thổ cho những người không được tuổi tuân theo 3 điều cấm kỵ: kim lâu, hoàng ốc tàn tài và tuổi người động thổ không bị phạm với trạch đất, không xung khắc với chủ nhà là đắc cát nhất. Việc chọn tuổi làm nhà, chọn hướng nhà, chọn 5 tháng ngày giờ động thổ tốt nhất phải được tư vấn từ chuyên gia. Anh chị hãy liên hệ với Phong Thủy May Mắn để được tư vấn trực tiếp nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Phong Thủy May Mắn trong suốt thời gian qua để có được những kiến thức phong thủy chuẩn chỉ và bổ ích này. Phong Thủy May Mắn đã phải hết sức nỗ lực hợp tác với các thầy, những chuyên gia phong thủy hàng đầu Việt Nam nhằm mang lại cho quý vị và các bạn những kiến thức phong thủy chuẩn nhất, giúp cho mọi người, ai xem cũng có thể tự làm được. Anh chị hãy nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất về phong thủy tử vi, tứ trụ bát tự và hàng loạt những kiến thức tâm linh bổ ích của Phong Thủy May Mắn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.